Mẹo vặt đơn giản khi xài PowerPoint. Đầu tiên mọi người vẽ hình vuông lên trang trình chiếu. Sau đó các bác xài lệnh Ctrl với Shift để sao chép dán thêm đối tượng, đồng thời nó sẽ giúp chỉnh cân đối hơn không bị rời hình. Nhóm tất cả đối tượng, chọn Merge Shape rồi chọn Union để kết hợp hết đối tượng với nhau. Xoay đối tượng ở dạng hình thoi, rồi các bác kiếm bức hình thích hợp để đưa lên trình chiếu nhé. Nhấp chuột phải của bức ảnh đó rồi chọn Send to Back sao cho bức hình đưa ra sau cùng. Nhóm tất cả đối tượng lại, chọn Merge Shape rồi chọn Intersect để đối tượng hình thoi sẽ được nằm trong ảnh như này. Nhìn rất đẹp mà đúng không? Nhân đôi thêm trang chiếu. Ở mục slide thứ hai này các bác đưa đối tượng sang chỗ khác, nhấp chuột phải của đối tượng rồi chọn crop để điều chỉnh theo ý của các bác nhé. Sau khi làm xong chọn hiệu ứng móp ở slide thứ hai là được rồi nhé. Nhìn ok mà đúng không? Từ đó các bác có thể sử dụng kiểu đơn giản mà đẹp như này nhé. Kiểu gì thầy cô nghiêm túc sẽ ưng ý. Chúc các bác thành công.